Xin chào tất cả các bác, Xưởng Tượng Gỗ hôm nay muốn giới thiệu với các bác tác phẩm Di Lặc Ngũ Tiểu, chất liệu gỗ cẩm lai. Em sẽ quay cận cảnh để cho các bác chiêm ngưỡng kỹ tác phẩm này được không ạ? Được đục rất đẹp và sắc nét. Tác phẩm này có mã là TPDL056, có kích thước cao 30, ngang 61 và sâu 28. Hàng liền khối và rất là đặc gỗ, đục ra tác phẩm rồi. Nặng 18,8 kg các bác nha. Được đục rất đẹp và sắc nét từng chi tiết một. Các bác có thể nhìn thấy diện mặt của cụ Di Lặc này được làm rất là tỉ mỉ, cẩn thận và siêu vân luôn các bác ạ. Vân rất là đẹp, gỗ cẩm thì các bác càng chơi thì sẽ càng lên vân. Thớ gỗ rất là mịn, cứng chắc và bền, không lo bị nứt nẻ hay là mối mọt các bác nhé. Nước sơn thì được PU bóng mờ rất là cao cấp. Các tiểu đồng thì đang kéo xe tiền, ôm bao tiền, cười rất tươi. Di Lặc thì ngồi ung dung tự tại, một tay kéo bao tiền, một tay thì nâng tiểu đồng và thỏi vàng, cười rất là hoan hỉ, bụng to tròn. Di Lặc Ngũ Tiểu là một trong những tác phẩm rất là đẹp, tượng trưng cho một gia đình ấm no, hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười, con đàn cháu đống. Di Lặc thì khi mà để ở trong nhà sẽ đem lại rất là nhiều tài lộc cho gia chủ các bác nhé, đem lại rất là nhiều sức khỏe và giúp cho gia chủ và sự như ý thành công trong công việc. Rồi ạ, sau đây thì em sẽ quay mặt sau để cho các bác chiêm ngưỡng kỹ tứ diện của tác phẩm này được không ạ? Đây ạ, chính là mặt sau của tác phẩm, các bác có thể nhìn thấy siêu vân luôn các bác nhé. Làm tứ diện rất là đẹp và sắc nét. Và tác phẩm Di Lặc Ngũ Tiểu này có mã là TPDL056, có kích thước là cao 30, ngang 61 và sâu là 28, nặng 18,8 kg các bác nhé. Chất liệu gỗ cẩm lai, được làm rất là tỉ mỉ, cẩn thận và công phu. Một tác phẩm để bàn rất là đẹp mà các bác có thể để trưng bày ở trong phòng khách, phòng làm việc hay là sảnh khách sạn, cơ quan thì tuyệt vời luôn các bác ạ. Nếu như các bác mà quan tâm đến tác phẩm này, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm, hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 035 5678 885 để được tư vấn cụ thể hơn các bác nha. Và đặc biệt là xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ để theo dõi các tác phẩm mỹ nghệ bên em, hoặc các bác có thể truy cập website xuongtuonggo.com để theo dõi. Cảm ơn các bác rất là nhiều.